Hello everyone, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi ngang cái chỗ này, Đẹp mình thấy nó ơi, khá là đẹp thấy cho nên phòng nào ghé cũng ghé mắc lại quay cho các bạn xem chơi cho vui. Mình ở đây đó là mình hướng về nhưng mà thẳng về cái hướng này thì nhìn về Astoria. Đó là mình thấy cái cầu bắc qua Washington. Rồi. Còn về cái hướng này thì thẳng về hướng này thì mình đi thẳng ra cửa biển. Nhìn rất là đẹp. Hôm nay một ngày trời nắng rất là trong lành luôn. rốt kinh rồi đó Nó hả? trời có gió mà nắng cho nên ấm, cũng không có lạnh lắm cho nên quyền chân nó chỉ mặc cái áo thun thôi không kìa. Mặc áo thun mà nó đứng kìa. Nhưng mà là sự thật không có lạnh. Hôm nay chỉ mát thôi. Gió có gió mà mát chứ không có lạnh. Nhưng mà ở ngoài biển khí hậu ở biển ở chỗ mình là khó đoán trước lắm. Hiện tại là nắng gió mà không lạnh nhưng mà sập nắng xuống ra là lạnh dữ lắm, lạnh luôn á. Đừng có treo lên đó con. Khai đi định chèo con cây này hả? Chèo cây này té đó con. Treo nó là lọt xuống biển luôn á. Lọt xuống nó là u đầu đấy. Chỗ này nó cắm tàu vô ha anh. Nó cắm cái cây để không cho tàu ta cấp vô và tập vô bờ. Về thẳng về hướng này là đi về phía kia là cái vô chỗ bến tàu. Sẽ có mấy chiếc tàu nó vô đó chỗ cái cửa này, các bạn nhìn thấy phía trước là cửa đây, cổ mấy cái cọc giữa sông đó là cái chỗ đó cửa đó, cho mấy chiếc tàu nó đi vô trong đó đó. Bồi đó xã thấy không? Bãi cát bồi á. Đó đó đó. Ồ, có bãi cát đó kêu mini beach đâu quý vị. Con bé nó xuống nó dọc nước vậy đó kìa. Thiện Mỹ qua đây dọc nước đã rồi, Thiện Mỹ không có phải dọc nước trên đây nữa. Lợi mét kìa, nãy làm rớt bể cái phone kìa. Không, Ủa? bị gió Gió rớt bể cái phone gió nè. quá. Du kê. Nó vô ok. Hỏi cái Không có phone nó vô sao. ok đó hả? Nó rớt bể rồi. Mấy cái screen mình chắc thôi. Về nhà ba sữa nha. Không, mấy cái screen mình chắc thôi. Về nhà ba sữa. Thôi thôi đừng có gỡ ra. Hai mình chăng. Là nó thăm mà ơi hay đây nghe vậy chứ hai mấy cái mấy dễ nó ngỡ mấy cái nghiêm mấy cái mà gì nè rồi cho ai không biết cái chỗ này là cái này là cái gì để mình đi tới đó mình xem thử thấy cái xe nó sống quá giống như cái bia đá để tưởng niệm cái gì vậy thấy xe sắp nó không có tới đẹp lễ rồi nè dẹp đây lễ lộc gì đây nè họ nè để cái cờ mấy mẹ con ra nó ngồi đi chụp hình nè. Ba kìa. Đi theo. Hai. Ngồi chụp hình vui quá. Có cái ghế đây nè. Mình chạy xe ngang mình ghé ngay cái bến cầu tàu để mình quay cho các bạn xem chơi cho vui. Hôm nay thì nước đang lớn cho nên mấy cái tàu bên này nó đi ra ngoài trống hết rồi, đi câu đi gì đâu mất hết rồi. Chỉ còn đại khái là bên kia còn mấy chiếc là đậu ở đó thôi. Phần đông là họ nước lớn này họ đi ra ngoài đi câu hết rồi. Mình nó có mấy chiếc tàu đẹp quá. Bự quá chừng. Bự là so với tàu câu cá phải gì. Còn những chiếc tàu khác nó sẽ bự hơn nữa, còn mấy tàu câu cá gì là rất là ngon. Rồi, giờ bây giờ mình ghé vào cái khu di tích lịch sử của Phật Stephen nha các bạn. Mình đi dạo vòng vòng coi di tích lịch sử năm nay có cái gì khác không? Tại vì mình nhiều năm trước mình cũng có ghé rồi, giờ mình ghé lại thôi. Cũng khoảng 6 năm rồi hả? 6 năm rồi, à, dạ, lần đầu tiên ghé đây là Quyền Trân 8 tuổi đó. Dạ, vô đây đầu tiên là mình muốn ghé thăm cái vườn hồng ở trong này nha quý vị. Dương trong hồng này có mấy này. Cái hoa hồng nhìn cũng khá là đẹp nhưng mà mình vô dạo này hơi trễ rồi không biết nó còn không. Hoa hồng nó có hết mùa hè chứ. Đi dưới thấp không đi, đi đâu à, lên đi cao. Đi chừng té đó. Đây nè. Rồi đây là cái vườn hồng họ trồng ở trong này. Thơm mới quá. Không? Có nào đẹp lộng lẫy nhất không? Vừa bước vô cổng là thơm quá chừng. Có loại bông hồng thơm nữa. Thơm quá chừng. Ủa cái bông hồng này bự quá nè. Có băng này đẹp bự nè, cái này mình vô buổi sáng chắc đẹp lắm nè. Ồ, buổi sáng hả? Vô buổi sáng đẹp lắm nè. Mình chưa có dịp nào mà tới vào lúc sáng hết á. Mình thức dậy là ăn sáng xong cái là 10 giờ, 11 giờ rồi quý vị. Hoa này
này cũng có người chăm sóc dữ lắm nó mới tươi tốt vậy đi, chứ bỏ là nó đâu có tốt vậy. Nè, dụng cụ cho làm vườn còn để đây. Gì? Còn để nguyên đây nè. Wow, cái bông hồng này bự quá chừng luôn nè. Vô đây gió nó cứ thoang thoảng thơm mùi hoa. Mà không biết cái hoa nào thơm. Sẽ có một bụi hoa hồng rất là thơm. Hình như hoa mà làm nào? Sao biết, nhóc hay chẳng biết đâu với cái nào. Có hoa thơm, có hoa không thơm. Cái này không thơm. Dùng chân chạy tới đó giật dây cho cái hồi súng nổ coi. Có biết. Thời mình còn không biết. Cái này là cổ xưa dữ lắm luôn. Công nhận đồ hồi xưa tốt quá ha. Đây là một khẩu súng còn lại. Những khẩu súng hồi xưa nhìn rất là đơn sơ. Mà trong cái công viên này rộng lắm quý vị, đi là mỏi chân luôn. Nhưng mà cái đường thì đường sỏi nha, chứ không phải đường láng nha. Đi đường này nè, ra đường đó đi xa lắm á. Ủa vậy hả? Đường đó đi xa lắm luôn. Vô trong này nó gần gần một chút. Lúc này mình vô buổi chiều là bớt người ta rồi, chứ buổi sáng là người ta đi đông lắm. Tại mát. Mình có bao giờ mà đi vào buổi sáng đâu. Mình đi được mà tại có Quyền Trân. Quyền Trân lúc nào cũng ngủ nướng. Dạ, bây giờ mình sẽ tiến về lên trên này để mình lên phía trên nha. Coi có cái, mấy cái khẩu súng này nó có thay đổi gì hay không. Ủa, con đi lên trên chưa vậy? You go up there yet? You did? What do you see up there? There's a big gun up there. Lên trên trên mình quay mấy cái khẩu súng này. Mình nghĩ khẩu súng thì không có thay đổi, chỉ là thay đổi màu sơn thôi quý vị. Tại vì cái này nó nằm đây là di tích lịch sử mà, đâu có thể nào thay đổi cái súng khác được. Này là mấy khẩu súng bên này. There's a big gun over here. Vẫn như xưa, màu sơn thì thấy mới mới một chút quý vị. See, that's a huge gun, right? Gắn xuống nền luôn. Đây là phần sau của khẩu súng. Có cái nắp đậy là bỏ viên đạn vô đậy là bắn. Nắng quá, Quyền Trân chạy đi núp rồi hả? Chỗ này là chỗ điều khiển khẩu súng. Mình đi lên phía trên, nó còn phần trên nữa. You see anything up there? The ocean. The ocean? Man, you tall. You can see it out there. What? Daddy cannot see it. Ở trên đây thấy biển hả? Ôi, giờ hết bông. Hồi xưa ra đây là Thiện Mỹ hái mấy cái bông hoa ngoài này quá chừng, giờ nó khô hết rồi. Chắc nắng quá. Mình ra giờ này hơi trễ nha. Lần mấy năm về trước mình ra đây sớm. Cho nên còn bông. Hồi năm đó. Mát quá ở Quyền Trân. Có nhiều người chơi đá banh đó đẳng kìa. Không, ngoài kia có mấy người chơi đá banh ngoài. Ngoài có mấy người chơi bấm ngoài kìa, tuốt ngoài kìa. Mình đi qua hướng này, có đi về cái này cái gì đây. Quá chừng rộng á, mỗi lần cắt cỏ chắc cũng xỉu xỉu. Ngoài này đâu có cắt nữa. Để thử chết luôn hả? Để tự bầm tự chết luôn. Ủa chứ qua một mùa mưa như vậy là cỏ lên cao lắm chứ. Này, giờ nó chết chứ. Hình như nó có cắt, nó có cắt. Căn cứ chỗ này quá chừng rộng. Ngay cửa biển này để hồi xưa canh phòng giặt vô là bắn ngay chỗ này nè. Nghe tiếng bạch bạch rồi biết hay đi nè. Vô đi tới đâu nghe bạch 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 tới đó nó chạy về mạnh đó. Vô chỗ rộng là nó chạy suốt luôn. Đây là Quyền Trân. Gió quá chừng gió. Đây nhìn xuống dưới cao dữ hả? Cao lắm. Chuyện này mình đi về chắc bị cháy nắng quá gì. Lâu lâu đi tắm vitamin. Tắm vitamin cho nó. Chân như thì nghĩ chạy trước rồi, chạy thuốc trước rồi.
Nó thấy chị nó chạy là nó chạy theo. Ở ngoài đó cũng có nhiều người quá kìa. Mình ra ngay cái lúc này là lúc mặt trời sắp lặn, mình định ra chơi xế xế cho nó mát mát mà nhà nó nóng quá chừng nóng. Bữa nay đi là về khỏi uống vitamin. Thật ra là nói nóng thì nóng đúng thiệt, nhưng mà cái gió nó thổi nó làm lạnh cho nên mình không có cái cảm giác là nóng lắm, cho nên bị cháy nắng lúc nào mình không hay. Nhưng mà xa quá, mệt quá. Đi bộ quẩy chân luôn. Mình đứng hướng này là mình quay hết cái khẩu súng luôn nè. Ra đây thì nhìn cảnh rất là đẹp quý vị. Đây là gió mình cầm cái máy quay phim mình mà nó giật qua chừng. Mình ra tới đây nãy giờ Thiện Mỹ với Quỳnh Trang mới ra tới à. Tại nãy nó hai đứa nó chạy xuống ở dưới ba tầng dưới nó cái xem cái gì dưới á, giờ nó mới đi trở lên nè. Nên đi ngồi chơi cả buổi rồi nó mới lên tới nè. Nãy vậy đâu vậy? Nãy vậy đi đâu vậy? Đi xuống hả? Ồ. Sao con không chịu đi lên đây? Tại chị mấy thích stair đó, thằng. Ồ vậy hả? Con thích đi cầu thang đó hả? À, thích cầu thang chạy lên chạy xuống cầu thang. Đi cầu thang chạy lên chạy xuống đó hả? Đi dục tết. Mệt rồi phải không? Chạy quá mà. Không sao. Ồ, Tiên Mỹ lên đây không chịu à, nó đòi ở dưới hả? Tại vì trên đây không có cầu thang. Rồi đi xuống dưới đi, đi cầu thang hả? Thôi vậy đi để xuống dưới đi. Rồi, giờ con muốn đi xuống hay con đi? Thôi mình đi xuống dưới cho nó chạy cầu thang chơi đi. Kêu Tiên Mỹ kêu lên này nó không vui. Tại không có bậc thang nào để cho nó chơi hết. Tại mẹ, mẹ thấy cảnh đẹp thì mẹ rủ con lên đi chơi. Carry jacket. Vậy á hả? Mai mốt đi nghe. Lại thêm một ngày cả gia đình đi bộ quý vị. Đi đi cho nó chân cẳng nó cứng. Mà đi nhiều quá nó quẩy. Đi chút chút thôi. Hả? Your shoe. My shoe getting dirty. Đi vô hồi này là ai có giày đẹp thì nên bỏ nhà nha quý vị. Ra đây lội đường sỏi là cái chân nó cái giày nó bị dơ hết à. Chỗ lính tráng đồ ở đây núp đạn nữa dưới này, mà cái khu này nó bao lại nó không cho mình vô, chỉ đứng ở ngoài quay phim chơi thôi. Ở trên đó thì nó cũng bao lại luôn, nó không cho vô. Chỗ này là chim ngưỡng. Chim ngưỡng di tích lịch sử. Cũng nhiều người đi học lịch sử giống mình kìa. À. Nó đảo một vòng nó đi ù ra xe luôn rồi anh. Bữa nay tối về ngủ ngon lắm nè. Đi bộ nhiều quá tối về ngủ ngon à. Quyền Trân với Thiện Mỹ ra chơi thì cũng nôn đi trước, mà về cũng nôn đi trước nữa kìa. Đi lúc đẳng luôn rồi kìa. Nít mà nó chán lắm. Dễ chán quá, vô chơi chút là chán à. Ừ. Vô thì đậu xe là nôn đau hết trơn. Đó, còn thêm một khẩu súng cuối cùng nữa kìa. Ngay chỗ cái cửa, gần tới cửa có cái khẩu súng cũng to quá chừng nè. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.